Thưa quý vị và các bạn, là hiện tại thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương thực hiện các thủ tục để đưa vải thiều Hải Dương lên 4 sàn thương mại điện tử là Alibaba.com, Voso.vn, Sendo.vn và Lazada.vn. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 5, vải thiều Hải Dương sẽ chính thức được bán trực tuyến qua các kênh kể trên. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Hải Dương triển khai tiêu thụ vải thiều thông qua sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, để xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản khác, tỉnh Hải Dương cũng dự kiến tổ chức lễ hội vải thiều, sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực Hải Dương năm 2021 vào đầu tháng 6 năm 2021. Theo báo cáo, năm 2021, diện tích vải toàn tỉnh Hải Dương là 9.186 ha. Đặc biệt, cơ bản, các diện tích vải Thanh Hà và Chí Linh đã sản xuất theo hướng Việt Gáp, trong đó 1.000 ha được cấp chứng nhận Việt Gáp. Đáng lưu ý là có 520 ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, với 50 ha được cấp chứng nhận. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm rằng từ năm 2015 cho đến nay thì sản phẩm vải thiều Hải Dương đã vượt qua được hàng rào kỹ thuật khắt khe của các nước nhập khẩu trái cây khó tính nhất như là Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Canada, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một số nước châu Âu và đã xuất khẩu thành công sang những thị trường này, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vâng, và thưa quý vị, là để tìm hiểu về tiềm năng xuất khẩu của vải thiều Hải Dương năm nay ra sao, chúng tôi đã kết nối trường quay với ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương. Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã trả lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay với chúng tôi. Thưa ông, là tới thời điểm này thì đã có những đơn hàng xuất khẩu nào được ấn định với quả vải của Hải Dương và dự kiến tiềm năng xuất khẩu vải năm nay ra sao ạ? Năm nay thì trên cơ sở thì nó cũng tương tự như năm trước, thị trường xuất khẩu với lượng chính vẫn là Trung Quốc. Hiện nay thì trên địa bàn có một số doanh nghiệp đã đầu tư nhà xưởng rồi một số những cái biện pháp để phục vụ cái tiêu chuẩn đảm bảo theo yêu cầu của cái nước đó, đặc biệt là khó tính với Nhật Bản, để sẵn sàng để làm công tác thu mua và tiêu thụ sản phẩm. Năm 2020 thì quả vải Dương cũng đưa đi được một số thị trường khó tính, đặc biệt là thị trường Nhật Bản. Một số doanh nghiệp như năm mà đã triển khai từ năm ngoái, ví dụ như là công ty Amay Việt Nam, công ty Dòng Đỏ, Bamboo và một số công ty khác thì họ cũng đã triển khai và đã có hợp đồng. Trên cơ sở hợp đồng năm nay thì chúng tôi thấy là nó sẽ lớn hơn năm ngoái. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kịch bản, trong đó có một số nhóm vấn đề mà sẽ có cái công tác chuẩn bị. Cái thứ nhất là cái việc là tăng cường kết nối với các cái đơn vị thu mua truyền thống và mở rộng những cái đơn vị kết nối thu mua mà mới. Thứ hai là đẩy mạnh cái việc giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Cái này là cái nét mới so với năm 2020. Bởi vì giao dịch trên sàn giao dịch điện tử thì thương mại điện tử thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng của Covid. Vậy từ nay cho tới cuối vụ thì quá trình giám sát, quản lý vùng sản xuất vải xuất khẩu sẽ được ngành nông nghiệp Hải Dương chỉ đạo như thế nào để đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu, thưa ông ạ? Ngay từ lúc đầu tôi nói đã là khi tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch xây dựng cái vùng vải đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu ấy, thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã hướng dẫn, chỉ đạo và hướng dẫn đối với các huyện, với cơ quan chuyên môn các huyện, rồi phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện để làm sao triển khai thật bài bản. Thứ hai là khi hình thành các cái vùng tiêu chuẩn này thì cái công tác tăng cường giám sát cũng rất là thường xuyên và khá là chặt chẽ. Đấy, nhất là cái việc là giám sát về cái việc là cung cấp vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, rồi quy trình chăm sóc quả vải thì đúng theo cái quy định, và cái công việc giám sát này được thường xuyên, và đặc biệt là cái việc này cũng triển khai rất bài bản và tập huấn rất kỹ đến với các cán bộ chuyên môn của cấp huyện, rồi cấp xã, cũng như là các cái đơn vị như là các cái hộ dân, rồi các hợp tác xã mà có trên địa bàn là xây dựng các vùng trồng đạt tiêu chuẩn, thì cái làm công tác tập huấn và triển khai cũng như là theo dõi là rất là chặt chẽ và bài bản. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông.